chúng ta đang đi xuống lòng đất nha mọi người. Ở dưới đây với rất là nhiều các sản phẩm đặc biệt, thương hiệu có, không thương hiệu có, và đặc biệt hơn nữa đó chính là tí nữa chúng ta sẽ tham quan một cái khu vực kinh doanh ẩm thực rất là đông vui và nhộn nhịp tại đây. Trước khi chúng ta vào cái không gian dành cho ẩm thực thì mình muốn mời cô chú anh chị và các bạn đi tham quan một cái quán cà phê với cái không gian ở đây cực kỳ đẹp luôn, cũng nằm ở trong dưới Taka luôn nhé các bạn. Đây, quán cà phê này thì được trang trí với rất là ấn tượng với tên gọi là Day by Day. Đây, quán mía gồm cái gì? Sugar, mía thường thôi, mía chua lè, ốc rệ. Các bạn thấy tên gọi hay không? Mía thường thôi, mía chua lè, mía cam dịu, rồi mía thơm tho, mía dâu tây, mía sầu chung. Đây nè mọi người, menu gồm có cái gì nè? Bánh ướt, lòng gà, xứng non, gỏi cuốn, tôm thịt, chả cá, nha trang, bò bỉa, bò bỉa cuốn, cái món ăn nhẹ. Đó. Rồi chúng ta tiếp tục qua gian hàng khác. Ở đây khách Tây xuống đây thưởng thức nhiều nha mọi người. Dì Hai Kitchen. Đó. Ở bên đây là tiệm mẹ. Mẹ Mercedes hả bạn? Dì Hai Kitchen. Đấy. Rất là nhiều các món ngon mẹ cuốn cũng như là đồ ăn nhanh. Nhanh bên đây là cái gì nào? Wow. Bún mắm miền Tây, ở đây có cả bún mắm miền Tây nữa các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chợ Việt TV. Đây, trước mặt mình đây bây giờ là một cái ao sen các bạn ạ. Đấy, thì nhiều người cứ nghĩ bây giờ nhìn cái ao sen đây là ở một cái vùng quê nào đó đúng không ạ? Rồi, ngẩng lên một cái là chúng ta thấy những cái tòa cao ốc chọc trời. Đây, hôm nay mình đã có mặt tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, các bạn thấy những cái tòa nhà chọc trời tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn nhé. Bên đây là con đường nè, Phạm Ngũ Lão này. Phạm Ngũ Lão quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, một trong những cái khu kinh doanh sầm uất, rất sầm uất tại thành phố Hồ Chí Minh này. Hôm nay kênh Chợ Việt TV xin giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn một ngôi chợ cực kỳ đặc biệt luôn ạ. Đó, ngôi chợ này không giống bất cứ ngôi chợ nào mà mình đã từng giới thiệu cho các bạn xem. Đó, thì chúng ta có thể tham quan ngay bây giờ. Và cái vị trí của ngôi chợ này cũng ở một cái vị trí rất là độc lạ, rất là đặc biệt. Đó chính là ở dưới lòng đất nha các bạn. Đó, đây, bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn đi tham quan ngôi chợ dưới lòng đất độc lạ nằm tại thành phố Hồ Chí Minh với kênh Chợ Việt TV nha. Đây, chùa An Lạc đây. Bên kia là con đường Phạm Ngũ Lão với rất là nhiều các khách sạn mini nhằm phục vụ cho khách du lịch trong và ngoài nước tới khi có dịp tới tham quan thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Đây là chùa An Lạc này. Đây là con đường đi xuống lòng đất. Hôm nay không đi tham quan chợ ở trên nữa các bạn ạ. Đó, mình đi tham quan ngôi chợ nằm dưới lòng đất nhé. Trong những cái ngôi chợ rất là đặc biệt, không chỉ là riêng ở Việt Nam nữa, không chỉ riêng ở thành phố Hồ Chí Minh nữa, mà nó còn đặc biệt ở nhất nhì ở Việt Nam, độc lạ nhất nhì Việt Nam luôn mọi người. Quên mất, chưa giới thiệu cái ngôi chợ này tên gì. Rồi, ngôi chợ hôm nay mình muốn nói tới đó chính là Taka. Đây Taka nha các bạn. Rồi Taka là gì thì tí nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau nhé. Chúng ta đang đi xuống lòng đất nha mọi người. Ở dưới đây với rất là nhiều các sản phẩm đặc biệt, thương hiệu có, không thương hiệu có, và đặc biệt hơn nữa đó chính là tí nữa chúng ta sẽ tham quan một cái khu vực kinh doanh ẩm thực rất là đông vui và nhộn nhịp tại đây. Bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn đi tham quan một vòng cái Taka này. Taka hay còn gọi là trung tâm thương mại Taka. Nó thực sự giống như là một ngôi chợ các bạn. Nó giống như ngôi chợ Bến Thành nhưng mà nó lại độc lạ hơn một chỗ là nó nằm dưới lòng đất nha mọi người. Đây với rất là nhiều các sản phẩm. Mình vào đây mình thấy nhiều nhất vẫn là quần áo nha các bạn. Khu vực này là buôn bán quần áo này. Tại vì hôm nay mình xuống đây lần đầu tiên. nên cũng giống như mọi người thôi. Mình cũng đi tham quan từng phần thôi các bạn. Đây quần áo, giày dép này. Đó. Rồi, mình tham quan những cái khu vực khác nhé. Ở dưới này hình như có ẩm thực. Rồi, chúng ta đi qua phía bên đây. Đó.
Thực sự là Taka là một trong những cái nơi rất là nổi tiếng, thu hút rất là nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Đó, ở Việt Nam có này, các bạn trẻ Việt Nam cũng rất là thích xuống Taka để tham quan và mua sắm ở dưới này. Tại vì Taka là một trong những cái địa chỉ đáng tin cậy như các bạn nhé. Giá cả mình thấy cũng cũng rất là hợp lý. Và tí xíu mình đi giới thiệu một số cái gian hàng cho các bạn xem. Wow, thực sự là quá rộng các bạn. Rất là rộng luôn chứ không phải là quá nữa. Ở đây đa phần là quần áo này. Thì cái mô hình hoạt động của Taka giống như là chợ Bến Thành đó, với rất là nhiều các loại quần áo tốt, có đây áo blue 100.000 quần 150. Giá cả thì cũng rất là mềm các bạn, chứ không có mình cứ nghĩ là trung tâm thương mại hoặc là một cái gì đó xa xỉ đâu. Giá cả cũng cực kỳ mềm luôn. Ôi giật mình từ nãy giờ, chị đứng đây mình tưởng mình tưởng không biết có giống như mấy bạn là giật mình rồi. Đó. Dạ, ở đây có rất là nhiều các sản phẩm đặc biệt. Cái này tùy sở thích của mỗi người thôi các bạn ạ. Tùy sở thích của mỗi người, tùy ở chết rồi, nhạc thôi. Quên từ nãy giờ mình quên cái món nhạc này. Đây giày dép cũng đầy đủ các thể loại. Sale áo nam 100k. Đó. Thì các bạn thấy giá cả ở đây cũng khá là mềm, chứ không phải là so giống như mình thấy giống như là những cái trung tâm thương mại lớn nhá. Cái đặc điểm nổi bật nhất của Taka vẫn là cái vị trí nằm ở dưới lòng đất, rất là đặc biệt. Nhưng mà ở đây lại thu hút rất là nhiều khách nước ngoài, trong những cái địa điểm mà thu hút cực kỳ nhiều khách nước ngoài tới đây tham quan và mua sắm. Ngoài cái vị trí của nó thì những cái sản phẩm ở đây cũng rất là rẻ mọi người. Có loại giày dép thì rất là đẹp luôn nè. Anh bán đây ạ. Chăm quay đây tí được không? Dạ. Ủa khu vực này toàn là quần áo không? Quần áo với giày dép không? Nhưng mà từ nãy giờ mình đi một số cái gian hàng mình thấy giá cả cũng khá là mềm các bạn. Chứ không có mắc như chúng ta nghĩ đâu. Cái này nó xem với cái chợ Nga, nó giống như cái chợ Nga nhiều hơn mọi người ạ. Ờ, quần áo, đa phần là quần áo sale 20k, 25k sale. À cái này là đồ nữ các bạn. Đây những cái gian hàng ở đây mình thấy có nhiều cái gian hàng hay lắm mọi người này. Ở đây có cả số điện thoại mà cái bạn hiểu thấy cực kỳ dễ thương luôn các bạn. Shop Hoa Shop Việt Nam xuất khẩu, đồ xuất khẩu. Để mình coi những cái sản phẩm ở đây. Cái này có niêm yết giá không? Hay là tùy đối tượng đúng không ạ? Dạ. Ở trong này bán không có khách mua bớt đường nào không chị? À. Có niêm giá, tại vì có nhiều cái niêm giá có họ thấy cao họ không mua. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Thì con thấy những cái sản phẩm này đẹp. Nhưng mà thí dụ cho con hỏi một cái được không? Được. Hỏi giá một cái được không? Ví dụ cái áo như thế này thì là bao nhiêu tiền con? Như này á, giá khoảng chừng 220. Ôi trời ơi, rẻ vậy hả? Ừ, thì nó 220 bớt 10.000 vậy thôi. Hàng xuất khẩu đàng hoàng, cái đây nó bán 300 mấy được. Cái này khoảng có 200 mấy chục ngàn, 220 ngàn này mọi người nè. Thì mình chỉ dám hỏi một hai giá thôi, tại vì giống như mình đã nói từ đầu với các bạn nghe rồi đó. Đó thì khoảng 220 ngàn cái áo này. Dạ, con đâu không cần cô trả ơn con đâu. Này con muốn giới thiệu là chính thôi mà. Đó các bạn thấy xuống đây là vừa được mát mẻ, tại vì không gian dưới đây là gắn máy lạnh hết nha các bạn. Nhìn những cái ống đường dây đi nè, rất là mát luôn đó. Nhưng mà giá cả lại rất là mềm. Cái áo như thế này cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp, có 200 mấy chục ngàn, 220 ngàn. Đó còn những cái sản phẩm giống như cá sấu này nữa nè, sấu chắc cũng 200-300 ngàn thôi đó. Quá là đẹp luôn. Cô bán đi lâu chưa cô? Mấy năm. Đây còn bán những cái đồ ẩm đó mọi người nè. Giống như chợ Nga thôi. Không qua chợ Nga thôi. Nhưng mà chợ Nga thì sản phẩm đồ ẩm rất là nhiều lắm. Dạ.
Ôi cái áo khoác đẹp quá. Dạ. Cái này vẫn là cô. Sale 300. Ở đây đồ ấm, ở đây có đồ ấm này, giống như đồ của chợ bên chợ Nga các bạn. Cho em quay đây tí được không anh? Em quay sơ cái. Ok, cảm ơn anh. Đây đồ nam, ở đây mình thấy quần áo nhiều lắm. Không gian này, không gian chính này trong ngôi chợ dưới lòng đất Taka nha mọi người. Con lên, chưa con lên. Dạ con quay rồi, con từ trên nó xuống mà. Dạ. Đây có những cái gian hàng sale thấy quá rẻ này, có 150.000 các bạn. Rồi, bây giờ mình đã được phép qua bên đây. Nói chung là mỗi bên ở dưới cái tầng hầm này rất là nhiều các đơn vị quản lý các bạn nên xin phép. Đây có GoPick, tiệm gấp gấu Hàn Quốc, ở đây là để dành cho các bạn trẻ có thể tới đây là khi mà gia đình tới đây đi mua sắm thì ở đây là một trong những cái khu vực để cho mấy đứa nhỏ nó ra đây chơi. Còn ở đây là không gian ẩm thực nha các bạn nhé. Đấy, cái phần ở dưới trung tâm thương mại dưới tầng hầm này cực kỳ ấn tượng. Các bạn thấy những cái không gian dành cho ẩm thực đây đẹp không? Với những cái bàn và ở trên nó những cái đèn lồng này. Đó, được trang trí bằng bông lau. Ồ, đặc điểm này rất là nổi bật với mọi người. Bông lau với rơm với rạ này. Cái phần không gian dành cho ẩm thực cực kỳ ấn tượng. Rồi trước khi xuống mình tham quan dưới những cái khu ẩm thực dưới đây, mình mời cô chú anh chị và các bạn đi tham quan ở trong đây một vòng nhé. Đây ở trong đây gồm những cái gian hàng quần áo. Vẫn là quần áo, ở trong những cái trung tâm thương mại này thì bán quần áo nhiều lắm. Cái này nó na ná gì một cái hình ảnh của ngôi chợ Hoa, ai chợ Nga. Chợ Nga nằm ở ngoài Võ Văn Kiệt các bạn. Sale 100k. Đó. Giá cả thì thật sự không có, mình cứ đừng nghĩ là trung tâm thương mại là nó mắc nha mọi người. Giá rất là mềm luôn, mình thấy giá rất là mềm luôn. Chứ không có giống như chúng ta từng nghĩ là vào những cái trung tâm thương mại máy lạnh này nọ thì ngày sale 150k. Đấy. Cho chị em qua tí, cảm ơn anh. Đó, đây sale đầy này. Quần 40, này quần nhỏ. Quần của các chị em đầm 250k. Đấy các bạn thấy không? Cứ nghĩ là vô những cái nơi máy lạnh trung tâm thương mại thì nó mát chứ không hề nha mọi người nhá. Đây chúng ta vào đây thì nói chung là biết trả một tí thì không sao. Xả kho 50k một cái, 150k hai cái, mua 5 tặng 1. Đấy, áo thun rất là rẻ luôn. Các bạn thấy khách du lịch nước ngoài nhiều không? Đây là các bạn Ấn Độ. Rồi ngoài ra ở cái trong Taka này còn có những cái cửa hàng bán đồ lưu niệm. Tại vì khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam á mọi người, thông thường ai cũng muốn mua một ít hàng về để một số đồ lưu niệm để về làm quà. Đây nha các bạn nha, những cái gian hàng bán đồ lưu niệm rất là đẹp. Rồi ngoài ra còn có túi sách này. Đó. Rồi vì tính chất là một trong những trung tâm thương mại mua sắm ăn uống thì các bạn thấy đây này. Bên đây là cái phần không gian dành cho ẩm thực nhé, rất là nhiều cái gian hàng ẩm thực. Đấy. Thì ở đây cái gian hàng cái khu ẩm thực này được trang trí bằng những cái cây bông lau, cái này không biết lau giả lau thật ta. Lau giả. Tại vì lau thật thì mình theo mình nghĩ thì lau thật vô đây nó bay bụi dữ lắm nên đây là những cây bông lau giả như các bạn. Đinh Bộ Lĩnh phát cờ lâu khởi nghĩa đó, nó đó. Nhưng mà hàng này hàng giả, hàng bằng lông, hàng thật, hàng giả. Đây, trước khi chúng ta vào cái không gian dành cho ẩm thực thì mình muốn mời cô chú anh chị và các bạn đi tham quan một cái quán cà phê với cái không gian ở đây cực kỳ đẹp luôn. Cũng nằm ở trong dưới Taka luôn nha các bạn. Đây, quán cà phê này thì được trang trí với rất là ấn tượng với tên gọi là Day by Day. Ở đây nhạc bật to quá, mình đang sợ. Đây cái phần không gian dành cho quán cà phê các bạn thấy để cứ để ở đây đang ở dưới lòng đất nhưng mà người ở trên kia kìa, trên kia mới là trên mặt đất kìa. Ở đây dưới lòng đất được trang trí bằng những cái bậc như thế này.
Phần không gian rất là đẹp các bạn, rất là nhiều các cây cối được trồng đây, rất là mát mẻ luôn. Đó thì mọi người thí dụ mà khi đi tới trung tâm Taka, ngôi chợ dưới lòng đất nằm tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh ở công viên 23 tháng 9 ấy, thì thí dụ mua sắm mệt rồi các bạn có thể ra đây thưởng thức một cốc cà phê ở đây. Đó, hoặc là có rất là nhiều các đồ uống ở đây nha mọi người. Đó. Thì đi lên trên kia là trên mặt đất, phần không gian cực kỳ ấn tượng, rất là lý thú mà trong khi dưới lòng đất. Rồi cảm ơn em nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi tham quan những cái vị trí khác tại ngôi chợ, đặc biệt ngôi chợ dưới lòng đất nằm tại công viên 23 tháng 9 thành phố Hồ Chí Minh này nha mọi người. Rồi cái phần tiếp theo mình muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn đó chính là những không gian ẩm thực đầy với rất là nhiều các quán ăn. Đây mọi người thấy này. Đấy, những cái gian hàng bán đồ ăn ở đây rất là thú vị. Như này mình thấy cảm giác như trong đây cái phần không gian đây cực kỳ ấn tượng các bạn. Đây được trang trí bằng những cái giống như là họa tiết về thiên nhiên luôn mọi người, những cái rơm rạ rồi những cái đèn bằng tre bằng ngứa như thế này này. Đó. Và đặc biệt là những cái cây bông lau mà ghế ở đây cũng đẹp. Đây là phần không gian dành cho bàn ăn. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi khám phá những cái loại những cái mặt hàng ẩm thực ở đây gồm bán những cái gì nhá. Đây gồm có kem mềm Nhật Bản. Chân quay đầu tí nhá. Ok, cảm ơn em. Đó, này kem Nhật Bản nha mọi người. Tiếp tục là gì nào? Mía. À, cái tên gọi mía nhưng mà bán cái gì? Em ơi, cho anh quay cái menu tí nhá. Cảm ơn em. Đây, quán mía gồm cái gì? Sugar. Mía thường thôi, mía chu lè, ông trời. Các bạn thấy tên gọi hay không? Mía thường thôi, mía chua lè, mía cam dịu, rồi mía thơm tho, mía dâu tây, mía sầu chung. Gồm nước mía sầu riêng. Cái này đa phần là làm từ nước mía để xay với tô bít và bỏ vô một số các loại nước khác. Thơm khóm, xay chung giống như nước ép các bạn. Rau má. Rồi rau má dừa, sữa chua đánh đá, sữa chua. Gồm có 5 phần, theo mình thấy có 5 mía này, rau má này, sữa chua, da ua, topping. Đó, các bạn muốn gọi cái gì cũng được nha. Khi thí dụ các bạn muốn đọc sâu hơn thì các bạn nhớ bấm dừng màn hình lại để rồi các bạn sẽ đọc cách nó chính xác hơn. Giá cả thì mình thấy cũng rất là mềm, 30, 20, 45, 35, 35, 40. Này là topping. Topping thì thêm một tí. Cái này cũng giống như một cái cốc trà sữa ở ngoài, giá cả nó cũng bằng cái cốc trà sữa ở ngoài thị trường các bạn ơi. Ngoài đường bán mấy chục ngàn. Rồi anh cảm ơn nhé. Cảm ơn em. Dạ. Đây gồm cái gian hàng gì nào? Tiệm mẹt. À. Tiệm mẹt đây nha mọi người. Menu gồm có cái gì nào? Bánh ướt lòng gà xiên non, gỏi cuốn tôm thịt chả cá Nha Trang, bò bía, còn cuốn cái món ăn ăn nhẹ. Đó. Rồi chúng ta tiếp tục qua gian hàng khác. Ở đây khách Tây xuống đây thưởng thức nhiều nha mọi người. Dì Hai Kitchen. Đó. Ở bên đây là tiệm mẹt. Mẹt này Mercedes hả bạn? Dì Hai Kitchen. Đấy. Rất là nhiều các món ngon, mẹt cuốn giống như là đồ ăn nhanh. Nhanh bên đây là cái gì nào? Wow. Bún mắm miền Tây, ở đây có cả bún mắm miền Tây nữa các bạn. Em ơi, cho anh quay đây một tí được không? Cho anh quay cái menu của mình một tí được không? Rồi, cảm ơn nhé. Đây, một gian hàng nữa. Một cái tên khó đọc quá. Quay theo, ôi trời ơi. Tên đọc không méo mồm luôn mọi người. Còn có gì nào? Hủ tiếu xào tôm thẻ, hủ tiếu xào củ chi. Bò tơ củ chi mọi người, cái tên tiếng Anh jumbo rau hủ tiếu xào. Đó, các bạn đọc thì nhớ dừng màn hình lại để kiểm tra giá và đọc tên những cái sản phẩm ở đây nhé. Cái cửa hàng tên là này nè, xe quay teo này. Ôi trời ơi. Rồi cảm ơn em, cảm ơn em. Rồi tiếp tục là food soda, nước giải khát. Rất là nhiều các món ăn ngon ở bên đây. Cho em quay đây tí được không ạ? À? Rồi cảm ơn. Em quay cái menu thôi nhé.
gian hàng đây là gian hàng Tutti trà trái cây kem cuộn đấy, lẩu Thái mini. Và ở đây chúng ta có thêm một số các loại kem này, kem cuộn 30k, dâu, vịt quất, xoài, sầu riêng. À, cảm ơn. Đây kem tuyết. Đấy. Đây là gian hàng kem nha các bạn. Rất là nhiều các sản phẩm kem. Ai mà tới đây thì quan trọng là cái giá ở đây rất là rẻ chứ không có mắc như chúng ta thường nghĩ đâu nhé. Đó, giống như một cốc trà sữa, một ly trà sữa ở ngoài thị trường bán thôi. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn ạ. Rồi, chúng ta đi khám phá thêm khu vực này còn có cái gì nữa nào. Phở. Ở đây sao không lấy được hình được phở. Ở đây nó là hình nó hơi chói các bạn. Phở bún thịt nướng bò lá lốt. Một cái không gian dành cho ẩm thực đây rất là đặc sắc nha mọi người, chứ không phải là ít như chúng ta nghĩ đâu. Bên đây còn những không gian khác này. Santi. Bên kia gà. À bên kia mình thấy có gà luộc kìa. Thôi, quay con gà là dễ bị ăn đòn lắm. Đây con gà thì rất là dễ bị YouTube bằng tiền nên mình không quay cái hình con gà nằm trên thớt. Đây là gian hàng phở bún bò. Đây bếp Nam Bộ. Đây bò lá lốt, lẩu mắm, phở bò, bún thịt nướng. Đấy thì các bạn có thể có nhiều cái lựa chọn khi tới đây. Chúng ta có thể tới Taka tham quan mua sắm, rồi chúng ta có thể đi uống cà phê, và chúng ta có thể ra cái không gian dành cho ẩm thực này để thưởng thức những cái loại đặc sản. Rất là nhiều các món ăn nhẹ có, nặng có, rồi nhiều các loại đặc sản các vùng miền được bày bán ở đây nha các bạn. Mà đặc biệt hơn là chúng ta tới đây cái giá cả nó rẻ là một này, thứ hai là chúng ta có ngồi trong mấy lần mát mẻ, đặc biệt với những cái thời tiết nóng nực như cái ở thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn gần đây, thì ở đây là một trong những địa chỉ rất là đáng tin cậy để các bạn có thể vừa mua sắm vừa ăn uống. Giá cả quần áo thì từ nãy giờ mình cũng giới thiệu cho mọi người một số các gian hàng ở đây thì giá cả rất là rẻ nha mọi người, chứ không có mắc đâu. Giống như ở ngoài chúng ta mua đồ chợ giá nó cũng như vậy thôi, chứ không phải là mắc hơn đồ chợ đâu nhé. Mình đang so sánh ở đồ chợ nha các bạn, chứ không phải là ở đồ trong những cái trung tâm thương mại lớn nữa. Đồ chợ giờ các bạn mua có thể mua một cái áo cũng 200-300 ngàn rồi đấy, thì ở đây thì 200-300 ngàn cũng có một cái áo mọi người. Và đặc biệt hơn là chúng ta có cái phần trải nghiệm dành cho mấy nhỏ, mấy đứa con cái, mấy đứa trẻ gia đình chúng ta này. Đây có những cái phần cái không gian dành cho trẻ em đây cũng rất là rộng nè mọi người nè. Mình quay cho bạn xem nè. Đây không gian này thông thường chúng ta có thể để cho bọn trẻ nó chơi đùa ở đây, rất là an toàn luôn. Đấy, không phải có đường xá, không phải chạy bộ ra ngoài đường, sợ ra đường xá xe cộ gì nữa. Nhất. Thứ hai là ở đây có những cái trò chơi. Đây bố mẹ có thể để con cái ở đây. Và có một chỉ cần mọi người lớn đây trong thôi là chúng ta có thể vô đây mua sắm, ăn uống, trải nghiệm một ngày rất là đặc biệt tại Taka nhé. Thật sự là ấn tượng. Lần đầu tiên mình xuống đây mình cảm giác như mới đầu xuống các bạn thấy nó gọi là bỡ ngỡ lắm. Gọi là gì, xa hoa tráng lệ. Nhưng mình càng đi vô đây từ các tiểu thương này, đó, các cô chú anh chị bán hàng ở đây thì nhẹ nhàng ăn nói vui vẻ đấy, chứ không giống như những gì chúng ta thường nghĩ về ở nơi xa hoa trắng lệ đâu nha mọi người. Đấy, mà đặc biệt mình thấy ở đây khách du lịch nước ngoài rất là nhiều, đặc biệt nhìn hình ở bên kia mọi người đó, khách du lịch nước ngoài tới đây mua sắm cực kỳ nhiều luôn. Rồi thì vừa rồi mình vừa giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn một trong những cái địa chỉ mua sắm rất là phù hợp. Và đặc biệt nữa, cái đặc biệt của cái khu mua sắm này nằm ở dưới lòng đất các bạn ạ. Đó thì tới đây chúng ta có thể mua sắm hàng hóa, ăn uống, cà phê, cà pháo, rồi cho bọn trẻ có một cái nơi không gian để vui đùa. Và nếu thấy video hay, các bạn vui lòng cho kênh Trở Về TV xin một nút subscribe, nhấn nút like và chia sẻ video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo trên kênh Trở Về TV. Đấy, các bạn thấy khách nước ngoài tới đây nhiều không? Bên kia này các cụ đang mua hàng nước ngoài không nha mọi người. Đây là cái phần đi lên tầng hầm trên lầu, trên lòng đất, trên mặt đất. phần trên mặt đất nha các bạn. Đây mình đang ở đứng ở dưới lòng đất đấy. Đây khách du lịch nước ngoài rất là nhiều luôn. Đó. Đây là một trong những cái địa điểm mua sắm mình thấy rẻ này, an toàn, hợp lý, giá cả phải chăng. Ok, xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nhé.